Đôi dê này thì đẻ được bao nhiêu lâu rồi ông? Mà mười bốn ngày. Được 14 ngày rồi à? Ừ. Cháu Đức xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, cũng khá lâu rồi cháu Đức chưa vào chia sẻ cái hoàn cảnh cũng như là cuộc sống hàng ngày của hai ông bà cụ. Tại thì hôm nay là cháu Đức có dịp qua đây thì cháu Đức đi vào và thăm hai ông bà cụ một chút và tiện thể là ghi hình lại cho tất cả các bác cùng biết về cái cuộc sống hai ông bà cụ là hiện tại như thế nào. Và trước cháu Lực có chia sẻ đấy thì cũng nhận được là một số phần quà mà các bác gửi tới cho hai ông bà cụ, và lần cuối cùng nhất thì là được bác Thảo Đỗ là dành tặng cho hai ông bà cụ sống biệt lập là một cặp dê, và bao gồm là một con dê cái và một con dê đực. Thì sau một khoảng thời gian thì cũng khá là dài rồi, cháu Lực vào xem là dê của ông thì đã đẻ chưa các bác. Đợt nọ thì cháu Lực có đi qua ấy, thì có hỏi ông thì ông bảo là đang chửa rồi thì sắp đẻ rồi đấy. Chắc là đến cái thời điểm hiện tại thì là cũng đẻ rồi. Vừa rồi thì có một cơn mưa rất là lớn cô bác ạ. Đi qua đây hiện tại thì tầm độ là 4-5 giờ rồi. Phải nói là cái cuộc sống của hai ông bà cụ thì như một số cô bác có theo dõi trước thì là các bác có biết về cái hoàn cảnh của hai ông cháu. Có lẽ là còn là một số cô bác còn theo dõi sau ấy, còn không có chưa có hiểu mấy thì cho phép một tí nữa, cho cháu phép, cháu Lực xin được phép là tóm tắt lại qua một lần nữa các bác nhá. Ở đây thì có vẻ như là bà con là hay lên trên này lấy ống nước này các bác này. Hai ông bà cụ thì hiện tại là đang trong ở một cái trong cái đồi chè này các bác này, và được bên thôn là người ta hỗ trợ cho ông bà là hình như là mỗi tháng là tầm độ là 4 đến 5 cân nữa. Đây, ở đây thì nhìn thấy những cái búp chè của các bác này, nhìn thấy rất là ngon các bác. Cái mùa này thì chè lên thì rất là đẹp. Và cái chè San Tuyết của thủ Hà Giang đấy các bác, thì nếu như mà các bác mua đấy thì là chính tay mẹ cháu Lực là lên trên này hái này các bác này. Ở đây thì là một tháng thì là được hái một lần thôi các bác, chứ không hái nhiều đâu, cho nên là cái tỷ lệ mà cái số lượng chè mẹ cháu Lực làm ra ấy thì cũng chỉ độ là được tầm là 3 đến 4 cân thôi. Cái ngày hôm đấy thì là đến ngày nào mà được hái đấy thì là bố mẹ cháu Lực là lên đây điểm hái luôn cô bác ạ. Có vẻ nhìn thấy từ xa thì là thấy ông với bà lại ở nhà đó cô bác ạ. Ui, phải nói là mưa to thì nhìn trong ngôi nhà rất là sột sệt cô bác ạ. Ở bên ngoài thì cháu Lực nhìn thấy là ướt hết cả vào trong nhà rồi. Ôi, có vẻ như là nhìn thấy dê của ông thì đã có thêm một cặp dê con của bác ở đây. Một cặp dê con không biết là đã đẻ lâu chưa thì đi vào hỏi ông một chút đã. Ông đang nấu cơm mà ông? Nấu xong. Cháu chào ông nhá. Cháu đeo cho ông một cái mic nhá. Đeo cho ông cái mic ra để hai ông cháu mình nói chuyện nó dễ. Ông gửi một lời chào tới các bác được không? Vâng. Tôi xin chào tất cả các bác đấy. Tôi ông nói cho cháu nhá. Ông nói cho cháu đi. Tôi Xin chào Các bác các ông bà. Ông đang chuẩn bị pha chè rồi à? Vâng. Ông thì là mỗi lần mà thấy cháu Lực lên thì ông đều là pha chè các bác ạ. Đây, thấy là ông để vào một cái lọ đây nữa này. Ở trên này thì ông cũng di rời là cái ban thờ tổ tiên lên trên nhà trên này để ở. Ở đây thì ông là có hai nhà các bác ạ. Một cái nhà ở dưới kia thì là cũng không khác gì ngôi nhà này cả. Chỗ ngủ của hai ông bà thì trước kia là không có nệm đâu các bác. Nệm này thì là được cháu Lực mua xuống cho thôi. Cả chăn cả chiếu nữa. Có những chăn thì được các bác gửi tặng. Cái thùng này ông không để nước à? Không. Không để nước à? Ừ. Cái mùa này thì là mùa có nước nhiều nhờ. Sợ người ta cắp đi.
cung cung để ngoài. Thì ông là tận dụng lại những cái can này của bác này. Đợt mà cháu Lực chưa có mua can cho ông ấy thì ông dùng, phải nói là những can rất là thô sơ của bác. Can này thì là cháu Lực nhớ không lầm là được cô là Huỳnh Thị Gia Minh gửi cho sao, Huỳnh Thị Gia Minh sao gửi cho cô bác ạ. Cái này là ông để nước à ông? Để cũng để nước. Cái này là ông cũng để nước hết này. Cái này ở trong này thì bị dột đúng không? Ở trong này ấy. Hả? Mưa ở trong này có bị dột không? Mưa cũng rồi. Cũng bị dột à? Có vẻ như là có... cái nền này ướt hết rồi cô bác này. Nền này thì là còn nền đất thôi. Ra phía bên này thì là ốp đá này. Đây là ông chuẩn bị nấu cơm à? Vâng. Thế tối nay là ông với lại bà là ăn cơm với gì đấy? Không. Không, tối nay là ông với bà là ăn cơm với gì đấy? Đậu. Ăn đậu á? À? Đậu giá. À, ông ngâm đây à? Đậu giá hôm qua hôm qua cháu Vương cho. Hôm qua cháu Vương cho à? À hôm qua là ông được là em rể của cháu Lực đưa cho cô bác này. Cháu Vương cho bà. Cho bà à? Ừ. Và thế là đây là ông ăn nấu gì đấy? Đây là nấu cho con dê. À, cho con dê á? Cho con dê ăn. Tầm mấy giờ đi cho ăn không? Hả? Tầm mấy giờ đi cho dê ăn? Đến 6 giờ. Đến 6 giờ cho dê ăn à? Sáng nay là 10 giờ cũng nấu cho ăn. À, cũng nấu cho ăn. Thế là đây là gạo hay là gì không? Gạo. Gạo á? Ừ. Nói rồi, thế là hai ông bà là còn nấu gạo luôn cả cho dê ăn. Thế thì con dê ông để thì ở đâu ấy? Ông cháu mình đi xem một tí được không? Con dê già thì đây. À, đây là dê. Con này là biết đẻ không không? Wow. Mày nói là rất là to của bác ạ. Đây này. To đấy. Ông dắt ra ngoài được không? Hả? Ông dắt ra ngoài đi. Được. Vâng, thì ông dắt ra ngoài nhá. Ừ. Dê này thì rất là to của bác ạ. Đợi ông dắt ra ngoài đó. Ở bên ngoài thì thấy là ông trồng cả rau lang này, với lại thêm là cây sắn nữa. Cái chỗ này thì là ông làm chuồng dê của bác ạ. Đợt mà cháu Lực mua dê cho ông thì ông mới làm thôi. Đấy, đợi ông dê ra một chút đã. Mẹ. Chó của ông thì có vẻ như là cháu Lực chưa có vào, gọi là khá lâu lâu rồi không vào, không có thời gian là nó cứ sủa thôi. Đấy, một cái ngôi nhà mà rất là sột sệt và có hai vợ chồng là làm và hai vợ chồng là ở cô bác ạ. Và ở hoàn cảnh của ông thì phải nói là rất là neo đơn các bác ạ. Khi mà hai vợ chồng đánh nhau thì không có một người con nào, và thậm chí là hai ông bà còn bị thiểu năng trí tuệ các bác, cũng không được bình thường và không được may mắn như bao người khác. Đấy, ủa rồi này cô bác này. Đấy, hiện tại thì là có 4 con dê. Ôi dê con này to đấy ông nhở? Ừ. Ôi con dê đực này to đấy cô bác này, chỉ sâu là vài tháng thôi. Nhìn là con dê đực này thì lớn rất là nhanh cô bác này, trông nhìn rất là khỏe. Con dê đực này chắc là khỏe lắm đấy ông nhỉ? Khỏe đấy. Ồ. Ông có kéo được con dê này không? Được. Được à? Thế là con đôi dê này thì đẻ được bao nhiêu lâu rồi ông? Mà 14 ngày. Được 14 ngày rồi à? Ừ, à. 14 ngày ngày này. À, đấy con dê này có vẻ như là một màu là giống màu mẹ này cô bác này. Con dê này là hình như là không phải là giống của con dê đực đấy ông nhỉ? Vâng. Con đợt dê này là ông lấy cái giống ở đâu không? Không biết. Không, cái đợt mà ông cho con dê này đi phối là ông cho đi vào nhà nào? Tận dưới thôn hay là ở dưới này không? Cũng ở đây. À là ở đây à? Thế là con dê này à? Ờ. Ờ, thế là giống của con dê đực này cô bác này. Nhưng mà có vẻ là nhìn màu của hai con này thì không được giống con này mấy. Con này thì ít nhất là bây giờ độ tầm là ít nhất là tầm 40 cân của ta. Thế dê này thì là để hai con là con dê cái hay là một con dê đực một con dê cái không? Được một con dê cái. Một con dê đực một con dê cái à? Ờ. Cháu đeo lại cho ông. Vâng. Bây giờ có thêm 4 con dê thì hai ông bà thì có vui mừng không? Vui mừng. Vui à? Ờ. Thế dê này thì nó để ban đêm hay là để vào ban ngày không? Để ban ngày đấy. Để ban ngày à? 12 giờ.
Thế 12 giờ là đẻ à? Ừ, 12 giờ chiều. Nhưng mà ông với bà có đồng hồ đâu mà biết là 12 giờ chiều? Biết đấy. Biết á? Ừ. Thế nhưng mà ông xem ở đâu là biết 12 giờ? Đấy. Ông bảo bảo ông kia xuống đây thì bảo bây giờ Thế là hỏi người ta đúng không? Ừ. Thế là bây giờ 17 thế là mấy giờ ấy? Dê của ông đẻ là tầm giờ nào là ông cũng biết này cô bác này. Có vẻ họ như bảo là ở đây là có một con dê đực này, một con là dê cái. Con dê này là dê đực hay sao ấy? Dê này là dê cái ông nhỉ? Con nào là con đực, con nào con gái không? Đây là đây đây cái con dê cái. À đấy, con dê kia. Đây là con dê. Con đực ông nhỉ? Ừ. Đấy. Sau vài tháng rồi nhỉ? Vâng. Tầm độ là 4 đến 5 tháng rồi cô bác ạ. Đấy. Đến cái thời điểm hiện tại thì cũng được là 4 đến 5 tháng rồi đấy, nhưng mà cháu Lực đã bảo rồi là có những con dê thì nó dê thì thường thường là nó đẻ là hai con, chứ ít khi là nó đẻ một con lắm. Ừ. Hôm nay thì bà đi đâu rồi không? Đi đi làm lao động. Đi làm lao động à? Ừ. Nhưng mà làm ở tận đâu không? Họ bà đi làm thuê là hay là làm ở tận đâu? Hồ bố cháu bố con là đi xuống nhà cháu làm đúng không? Ừ. Thế là bà là hôm nay là xuống nhà của cháu Lực là hộ bố với mẹ cháu Lực của bác là cuốc bờ ruộng. Có vẻ như là con này nhìn như kiểu là không phải nhìn ở bên kia có một cái vạch, cháu Lực tưởng là không phải là mở mắt đấy cô bác. Đó là dê này là cũng được là độ là 14 hôm rồi ông nhỉ? Vâng. Thế là ông là nấu quả đun nấu quả cháo cho dê ăn à? Ừ. Thấy ông với bà thì phải nói nấu là cháo cho dê mẹ à? Cho dê mẹ đi. Là có sữa không nhỉ? Ừ. Nó có sữa cho hai con này. Thế ông có thấy có vui mừng không khi khi mà dê nó đẻ tận đấy tận hai con liền? Vui mừng đấy. Tuyệt vời, thích rồi ông nhỉ? Anh dê này thì có vẻ là cắn người lắm rồi cô bác này. Cứ quanh ở đây thôi. Anh vừa rồi là mưa là ông mới dắt vào nhà. Vào vừa dắt vào. Thế là bây giờ là ông là để con dê cái này là ở ngoài này thôi phải không? Ừ. Nhưng mà con dê cũng nhưng mà có sợ không ông? Cũng sợ. Không sợ đâu à? Ừ, có chó đây cũng sợ. Thế là ở bản thế này thì biết là ông có dê con chưa? Biết à? Biết. Người ta có nói gì không ông? Không. Không nói gì à? Không nói gì. Chỉ 12 con thôi mà đến thời điểm hiện tại thì đã nhân giống lên là tầm là 4 con rồi cô bác. Cháu Lực là hy vọng là cuộc sống của ông sẽ khác hơn một chút cô bác ạ. Bây giờ thì có thể nói là cạp dê này là cái cạp dê mà gọi là giá trị nhất là đối với ông rồi. Để mà nuôi lợn thì nó lại còn phức tạp hơn, nhưng mà nuôi dê này thì nó dễ dàng hơn, vì là các bác cũng nhìn thấy là xung quanh nhà của ông thì hoàn toàn là một đồi cỏ với lại đồi cỏ thôi. Đấy, thành ra là để mà chăn dê này thì rất là tuyệt vời. Kể cả bây giờ có tầm độ là 10 con thì chỗ này là người ta vẫn cho chăn thả chứ không? Người ta cho thả thoải mái đúng không? Cho thả thoải mái. Bây giờ thì hiện tại là cái chuồng dê của ông của bác ạ thì là làm ở phần bên mái hiên nhà thôi. Thì nếu mà như ở đây thì cháu Lực cho phép, không biết là cháu Lực nói câu này ra thì không biết là các bác có thích không đấy, nhưng mà để mà nói được cái đồng tiền của các bác khi mà các bác đi kiếm thì cũng rất là vất vả của bác ạ, chứ không phải là kiếm cái là được đâu, nó cũng phải là đổ mồ hôi công sức của các bác. Thì cho phép cháu Lực xin được phép là xin cho hai ông bà cụ một chút khoản kinh phí để mà làm chuồng trại dê cho ông. Cô bác ạ, bây giờ cháu Lực sẽ hỏi ông thì nếu mà như được các bác giúp đỡ thì liệu là làm ra ngoài thì có được không? Đấy. Ông cho cháu hỏi, nếu mà bây giờ được
các bác giúp đỡ về mấy cái một cái chuồng dê thì là mình có thể là làm ra ngoài bên ngoài này được không? Được cũng được là không có cây. Không có cây đúng không? Đấy Ừ. nhờ, nhưng mà đấy là cháu đang hỏi ý kiến của ông thôi, còn nếu mà như được các bác giúp đỡ thì là mình sẽ đi mua. Ừ. Giờ con dê con này được hơn tháng thì vào chuồng cũ. À, lại cho vào chuồng à? Ừ. Thế là cả cho cả bốn con vào à? Vâng. Cho cả bốn con vào cái chuồng này thì Ừ. nó hơi hẹp một chút cô bác ạ, Bây giờ là nó hơi hẹp thực sự ra thì chuồng này là trước ông cũng làm tạm thôi chứ cũng không có được chắc chắn gì cả. Dê thì chỉ có bằng cách là làm như thế này thì nó mới thích hợp cô bác, nếu mà mình làm bằng cái chuồng xay là dê là nó không muốn ở đâu, nó rất dễ là bị đau bụng ấy. Ôi, ngôi nhà của ông thì có vẻ như là mấy hôm nay là một thời gian không mấy hôm nay không xuống là cảm giác như là nó hoang tàn hơn cô bác ạ. năm mà là Vậy vừa rồi thì đưa các bác là đi ra ngoài xem dê của ông một chút đấy thì rất là vui mừng các bác ạ. Cái này thì ông không mở đắp ra thì làm sao nó nguội được, cháu mở đắp ra cho nhá. vâng. Ông là nấu cháo để cho dê các bác ạ, không biết là bữa cơm của ông thì có đủ cơm ăn không đấy, nhưng mà gọi là thí dụ như là hai vợ chồng ăn được 2 bát thì hai vợ chồng chỉ ăn là 1 bát rưỡi thôi, còn là 1 bát còn nửa bát thì là trích cho dê thôi. Còn ở đây là nồi cơm của nóng quá, đây là nồi cơm của hai vợ chồng tối nay này các bác ạ. Đấy. Nồi cơm của hai vợ chồng là tối nay là để ăn kèm với lại rau đậu tương. Này ông ơi, ngồi đây đi ông. Ủa, Rồi, thế này là cái túi đến của ông à? Còn tiền không ông? rồi, cũng cũng có Không không còn nữa à? cũng cũng có xíu nào. Không có xu nào rồi à? Ừ, thì để khó cử thôi. À thì để khóa cửa à? Ừ. Ở đây là có một thêm một cái túi đây. Túi này túi của bà hay túi của ông? Trời của ông. Túi của ông à? Ừ. Cái này là bà may cho hay là ông tự tự làm? Không, người ta rơi. À là người ta làm rơi cho nên là ông với bà nhặt được à? Ừ, À thế là không không có ai nhận đúng không? cũng À, thế cũng còn cũng có ai nhận cái à tuổi còn cái này thì là chắc là ông với bà là tự mua được các bác, cái này thì đâu đó rơi tầm độ cái này thì là mua chữ cái này đâu đó thì rơi tầm độ là 30.000. 30.000. Ôi rồi đây này cô bác, vào trong nhà đây con nhện to này cơ mà cô bác này. Ui nhện này thì không biết là liệu là cắn là nó có độc không đấy, to quá. Ui, con nhện gì mà phải nói là thật sự là rất là ghê này cô bác này. To quá ông ạ, cháu đốt nó đi nhá. Vâng. Năm là Đây thách. Đấy, ngồi uống nước với ông một chút và tâm sự một chút với ông thì cháu Lực cũng lại tiếp tục là đi về các bác. Hôm nay thì khi mà đi xuống đấy nhìn thấy là cặp cặp dê của ông thì đây vô lộ ông qua. Nhìn thấy cặp dê của ông thì đã lên tới 4 con rồi. Rất là vui mừng cho ông. Tiếp cuộc này. Bà đi đến tầm mà mấy mấy giờ thì về không? Đã về được thì được, không được thì xuống nhà À, dưới xuống cái nhà ngủ cũ á. ở Bây nhà, giờ xuống cái nhà cũ để ở à? xuống nhà À là đi ngủ á. ở. Về cái hoàn cảnh của hai ông bà cụ đây cô bác thì cho phép cháu được xin được phép là tóm tắt qua một chút cô bác nhé. Hai ông bà thì phải nói là cuộc sống bây giờ thì rất là biệt lập cô bác ạ. Khi mà hai vợ chồng đánh nhau đấy thì là không có được một người con nào cả, và ở dưới kia thì hàng xóm ở gần nhà cũ ấy thì là hầu như là ai cũng kiểu là không không có muốn tiếp xúc và qua lại với bà ấy. Thành ra là ông với bà thì ở dưới đấy rất là tủi, và cũng được là bên chính quyền thôn là người ta có tạo điều kiện là cho ông với bà là lên trên này trông đồi chè thì 1 tháng là được
bên là chính quyền người ta sẽ hỗ trợ cho ông là 5 cân gạo để mà ăn cô bác ạ. Và trong 5 cân gạo đó thì là hai vợ chồng là vẫn không chưa có đủ ăn cô bác. Hai vợ chồng cũng đi ra ngoài làm lụng, ông thì cũng đi làm thuê, bà thì cũng đi làm thuê, thậm chí là ông đi lấy củi này lấy cỏ này đi vác, hầu như là có công việc nào là ông với bà đều làm mà công việc đấy cả. Phải nói là cái phần quà của bác Thảo Đỗ là gửi cho hai ông bà thì rất là tuyệt vời. Không biết là bây giờ là bác ông còn nhớ đến bác Thảo Đỗ không? Cho phép cho Đức xin được hỏi một chút cô bác nhé. Ông còn nhớ đến là ai mua dê cho ông không? Lên Bảo ông còn nhớ là bác nào mua dê cho ông không? Ông còn nhớ tên không? lâu lại cũng Lâu rồi à? cũng Đấy. nhớ được. Cũng mấy tháng rồi ông nhỉ? Mà thương quả thật là mấy tháng là cháu Lực chưa xuống với ông được cô bác. Ông thì người mà gọi là trí nhớ để mà nhớ được rất là kém, cho nên là không bây giờ phải nói gọi là nói nhiều lần thì ông với bà thì mới biết được. Đấy như thí dụ như cháu Lực cả mỗi lần cháu Lực là ở dưới thôn thì ông với bà là mới nhớ đến tên cả. Đấy, cái phần quà dê là được là bác Thảo Đỗ là gửi cho hai ông bà nhá. Vâng. Đấy, bác Thảo Đỗ nhá. Vâng. Đấy, ông có lời nào muốn nhắn nhủ tới bác không? Có à? Có. Thế ông thì nói xem nào. Khi Không. mà ông có nói được không? Không được. Thôi không được à? Không được. Có vẻ như là ông rất là muốn nói của bác nhưng mà nói không được. Thì hỏi ông xem là nói pô thì hát hào nông nhắn đẹp đẹp không? Thì ra biết thì bê pô đấy, ông đây phong tú là lê pô hát cảm ơn đi cắm đấy. Khả năng Pô hát bằng khả non đấy. bài ông bài các bác mua con dê cho thì bây giờ tháng năm thì để một con hai con dê con Hết chưa? cho chúng tôi mừng lắm. Ông thì có những câu thì ông nói bằng tiếng Nùng, có những câu thì ông nói bằng tiếng phổ thông đấy. Ông nói là tôi xin cảm ơn ân nhân ông nhé. Vâng. Ông nói đi. Tôi xin cảm ơn ân nhân nhiều. Gửi là phần quà Xin rất rất tất rất ý nghĩa cho cả ông đúng không? mọi người Rồi. Đấy, cảm mừng ơn. lắm, mừng quá. Đấy, đến cái thời điểm hiện tại thì phải nói là trước kia là ông cũng không có con vật nuôi gì cả các bác ạ, cũng loanh quanh là chỉ có tầm một con lợn thôi. Và đến thời điểm hiện tại thì cái cuộc sống của ông thì sau khi mà được bác Thảo Đố giúp đỡ ấy, thì có thể là từ bước này đi thì ông có thêm là một đàn dê rất là lớn. Bây giờ thì đợi bao giờ nó dê nó lớn lớn ấy, ông cảm thấy là ông muốn xuất chuồng ấy thì là ông xuất nhá. Ông Vâng. xuất để ông lấy tiền về ông đi làm việc khác đấy. Vâng. Hoặc là có thể là xuất đi xong rồi lấy tiền về làm chuồng trại cũng được nếu mà như mà không có duyên với lại các cô bác anh chị mạnh thường quân đấy. Vâng. Trên và trong nhà của ông thì phải nói là những cái dây dựa này cô bác này thì được ông là đan bằng nạt cả thôi cô bác cái này ấy. Đấy, có những cái chỗ thì cháu được nhìn thấy nó bị móc rồi này, những cái chỗ này thì có thể là bị đứt là bất cứ lúc nào. Hôm qua thì ông có vào chợ không? Không. Hôm qua ông không đi chợ à? Lâu lắm à, không lâu lắm không lên chợ, không có tiền. Lâu lắm là không đi chợ à? Thế À. mùa này thì ông có đi làm được việc gì không mùa này ấy? Không có ai thì làm. Không ai thuê làm á? À. Thế người ta không không thuê mình cày Không. không? Lúa của nhà ông ở dưới kia thì đã được cày chưa? À. À, đã được gạt chưa? Vẫn chưa được gạt đâu. Không không trong trong được một thửa bé rồi. Trong được một thửa bé á. Thế mấy thửa dưới kia thì là trồng cái gì không? Trong trong ngô. Trồng ngô à? Thế là đợt nọ cày xong là trồng ngô à? Trong đầu. Vụ này là vụ thứ hai rồi nhỉ? Cháu quên mất. Có một vụ thì là cháu Đức xuống thì là được hiện tại thì cháu Đức cũng không có nhớ tới
Nhiều lắm rồi các bác đấy, nhưng mà nhớ là được chị là có gửi tiền cho cháu Lực là nhờ cháu Lực thuê người vào đấy để mà cày cho ông, để mà ông trồng lúa. Ông thì ông với bà thì có vẻ như đi đâu mà có ba lô nhiều đấy không? À, Ông với bà thì có vẻ đi đâu mà có ba lô nhiều đấy. ba lô thì cháu kia cho đấy. À, cháu kia cho để mà đựng quần Ừ, áo à? Đấy, là ông đã bác còn nội bác ngoài cho à? cho. À, thế còn là ra phía bên này của bác này, đây là cái gọi là kho báu cũng như là cái tài sản của hai ông bà cụ, là ở bên trong là có gạo này, đây là một thùng gạo trên chắc chưa đâu đó độ tầm là số này là được tầm là 7 đến 8 cân gì đấy ông nhỉ. Thế là gạo của ông thì thời điểm này thì có đủ ăn không? Gạo thì hết đây đấy. Hết đây rồi á? Ờ, Thế là bên thôn người ta lại hết hết tối nay bên thôn lại người ta cho à, hết tháng này cho à? À, hết tháng này thì lại cho thì gọi là đây là còn là đây là cái thức ăn của tháng này của mình đúng không? hôm vì tại thằng ta lên văn văn nó vâng hát rồi là thằng nó có phải hỏi tư học phù bao À, lại có tạ. lại mua mua cho không? Ờ, mua gạo. Và thế thì điểm tí nữa cháu bảo bà bảo sân sau Đâu dê này thì ông ăn hết về nhà chưa? À, ông cho dê ăn chưa? Bây giờ đến gần 6 giờ rồi. Đến giờ ông cho dê ăn cháo chưa? bây giờ cho nó À, 7 giờ mới cho à, chứ không phải là 6 giờ à? mà này cũng bê xuống À, thì ông không lấy ra thì một tí nó thành cơm mất đấy. và bê xuống này. À, đây những cánh cửa của ông thì thực sự ra cô bác ạ, nhà này ngôi nhà này thì phải nói là rất là ổn đẹp cô bác ạ. Ngôi nhà ở dưới kia là của hai ông bà là còn ổn đẹp hơn ngôi nhà này, nhưng mà mỗi tội là dưới kia là nó to hơn một chút cô bác. Đây thì những cây củi để ông nấu cơm cũng như là đun cá mọi cái nữa. Ông hai ông bà là nấu cháo cho dê để mà bồi bổ dê mới có sữa. Bếp củi của ông thì phải nói là rất là thơm của bác ạ, này mà sơ sẩy một cái là lửa mà nó bén lên trên này là dần đến là cháy nhà luôn. Một ngày thì cho nó ăn tầm bao nhiêu bữa như này không? Và một ngày thì cho nó ăn tầm bao nhiêu bữa như này, buổi sáng có cho không? Buổi sáng cũng cho À, là thế là buổi sáng nấu một nồi như này à? cũng gạo ít là cũng cho nhiều Thế là cho gọi là cho một tí, cho là gọi là như kiểu có vị thôi à ông? cho mà tí là cho cái chén này. À, thế là cho một một cốc này không hay là như nào? Cứ có cái này. À, thế là dê của ông là mỗi lần mà cho ăn đấy, cho ăn trong cháo quá thì sẽ được là một cốc như này này. Ở cái ngăn tủ mà để thức ăn của ông với bà của bác ạ. Một cái ngăn mà bé xíu xíu thôi. Đây, bây giờ ông xem cho dê vào chuồng đi ông, hơi tối Vâng, ấy. không có. Không là tí để ngoài này thì lâu quá. Phiền bên ngoài mái hiên có những cột này thì là còn không chạm tới gạch nữa đâu. Mọt hết rồi. Vừa rồi thì bảo ông là cũng lâu lắm rồi không xuống, thành ra là cho ông dắt con dê này ra xem một chút. Đấy, nhưng mà các bác nhìn thấy dê này. Dê này thì dê giống này gọi là rất là đạt luôn. Đấy, rất là quấn này các bác này.
này thì có vẻ như là ông với bà là làm để mà chú rửa rau hay là rửa bát gì đấy. Này thì thấy là ông xách vài cán nước đây này, xô nước đây này. Cái xô này thì nhìn nó ít nhất phải tầm độ tầm 3 đến 4 năm rồi đó cô bác ạ. Cô bác nhìn thấy là ở bên trong nó đã bị bám đầy rêu rồi. Ui sợ, ông sắp không kéo nổi mà ông nhá nhờ. Hai ông bà thì mà không thích vào. Nó không thích vào không? Cái cuộc sống của cuộc sống hai ông bà thì phải nói là khổ. Nếu mà để mà khổ đấy cô bác, là khổ nhất là không có một người con nào để mà coi như là chăm sóc cho mình những cái lúc mà về già như thế này. Đây thì có vẻ như là những cái phần bình thường này, ông dùng những cái tấm vải để mà bịt lại để tránh cho con rắn với lại con chuột nó đi vào trong nhà. Nhưng mà ngôi nhà để mà bịt thì bịt đã lâu thì nó cũng có thể là vào được. Nhưng mà nó cái chuồng này thì rất là bé rồi cô bác, chuồng này. Nhưng mà hai con thì hai con đợt mới mua về thì hai con nó nhỏ thì còn nó còn vào dư sức, nhưng mà bây giờ hai con nào cũng lớn rồi. Dê đực này thì để mà làm giống. Đã bao giờ ai về xin giống không con dê này? Đã bao giờ ai về xin giống để mà đi chưa? Không. Không à? Ừ. Ông bảo là ai về xin thì bảo mỗi lần phối giống là 100 nghìn đúng không nhá? Người ta dắt về thôi. Người ta dắt về đây à? Dắt về đây thì cho một chai rượu bia. Cho là một chai rượu, một chai bia à? Uống, cùng uống. Thế thì hầu như là thưa bác ạ, ở trên vùng cao thì là người ta đi hỏi cái gì thì đều cầm một chai rượu hay là một bịch mì tôm ấy đi. Sau ông bảo là tôi không uống rượu nữa, cho tôi xin tiền đi. Vâng. Mỗi lần mỗi lần phối giống thì bảo cho xin tiền. Vâng. Đấy, bây giờ thì có vẻ như là trời cũng chuẩn bị là mưa rồi cô bác. Mây đen thì kéo về rất là nhiều. Đợt này ông cũng lấy được củi nhiều lắm rồi nhỉ đợt này ấy. Đợt này là vào mùa mưa cho nên là ông cũng không có đi lấy được củi là nhiều cả. Xung quanh ông thì trồng cả đậu tương với là cả đỗ đầy đủ, gọi là mọi cái luôn. Chè này thì chưa đến ngày hái à ông chè này? Hả? Chè này chưa đến ngày hái à? Không. Đây thì có vẻ như là có cả cái măng này. Đấy rồi, măng đợt này có nhiều đấy ông nhỉ? Nhiều đấy. Mấy can này còn dùng được không đấy ông? Được. Được á? Trong có nước không? Can này cũng có nước đấy. Có nước à? Ừ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy những cái can của ông này. Đây cũng có. Mặc dù đã gọi là coi như là không có nắp này, nhưng mà đi lấy cũng để đây. Đi lấy cái cây gỗ về để mà làm nắp. Còn là những cái phần này thì nó không bị thủng đâu các bác, mà nó gọi là ông buộc thế để cho nó chắc chắn. Hay có lẽ là cái thước phim và video này cũng khá là dài rồi. Đấy, hôm nay đi vào thì nhìn thấy cuộc sống của hai ông bà. Thì sau một thời gian được bác Thảo Đố là hỗ trợ thì hiện tại là cũng có thêm là hai con dê con để mà coi như gọi là làm bạn cho ông. Đấy, có thể là hai con dê này thế giúp bốn con dê này thì sau này thêm vài tháng nữa sẽ thành là một đàn dê luôn. Còn ở trên chỗ ông thì là chăn thả là rất là thoải mái các bác ạ, không có sợ và vấn đề là đi ăn lúa hay là ăn ngô của người ta cả. Xung quanh ở đây thì toàn là một đồi là rừng với rừng thôi, chỉ sợ rằng là nó bị lạc thôi. Dê này đã bao giờ bị lạc lần nào chưa ông? Không. Không yêu bị đâu à? Không. Dừng đây là đường cỏ thôn là thử là thả thoải mái. Thả thoải mái đúng không? Ừ. Nhưng mà chỉ phép chỉ là được ông được thả thôi, người khác không được thả đúng không? Vâng. Tại vì ông là người mà trông coi này các bác này. Với lại tại vì là bên thôn người ta cũng thương cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của ông đấy. Các bác trong thôn thì cũng biết là cháu được là giúp đỡ cho ông là một cặp dê đấy để mà chăn thả đây. Đấy thì các bác cũng rất là nhất trí và rất là đồng quan điểm đấy khi mà cháu Lực giúp đỡ như vậy. Đấy, có lẽ là cái video này cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ và xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn yêu quý tới cháu Lực. Rất là mong sẽ được sự trợ duyên của các bác giúp đỡ cho hai ông bà là một cái chuồng nhỏ nhỏ để mà thả dê, cho dê nó đi vào chuồng to để nó phát triển nó nhanh hơn một chút các bác nhé.
và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông đang gửi một lời chào tạm biệt tới các bác, các cô, các chú ông nhé. Ông biết nói không? Không biết. Ông nói là tôi xin chào tất cả mọi người nhé. Tôi xin chào tất cả mọi người. Tôi chúc tất cả mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Luôn dồi dào sức khỏe. Rồi bác.